Vâng, hôm trước bác nào hỏi BT đây, Mazda BT đời 2020 vừa về bên cửa hàng em Lợi này, 490 triệu nhá, màu nâu và toàn bộ xe đèn bi được độ thêm nhá. Đấy, cabo này, zin đẹp này, lốp láp này và xe phần đầu xe này, rất là vuông thành sắc cạnh nhá, cực kỳ đẹp này. Đấy, là dòng hoa cúc nhá, lốp láp vừa mới lên một dàn. Đấy, tất cả kính đèn này, nắp thùng thấp này. Kính của chiếc xe thì đều được dán phím cách nhiệt rồi, gương gập điện xi nhan trên gương, đồng sơn này, rất là đẹp. Lốp này thì anh em đi các cái cung đường như trơn trượt, bùn đất thì chấp tất các loại đường patine nhé, đường trơn nhé. Đấy, đường này dành cho lốp, mà cái loại lốp gai này thì anh em đi vào những cung đường công trường công trình thì quá là hợp lý luôn. Đấy, nhưng mà đi đường trường thì lại hơi ồn quý chị ạ. Đấy, lốp này thì chỉ dành cho đi trong các cung đường đất, đường trơn trượt. Một dàn lốp rất là mới và đẹp này. Kính đèn đều được dán phím cách nhiệt, gáo gương này, đến tay nắm cánh cửa này, bậc lên xuống này. Đấy, tay nắm cánh cửa đây. Cái cu lốp này rất là đẹp nhá. Khung gầm của chiếc xe này, em quay cho quý chị xem về khung gầm này. Khung gầm zin nhá. Đấy, toàn bộ không có bắn neo phủ gầm gì. Chassis này rất là mới. Xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng thấp nhé. Đấy, tất cả các cái phần đồng sơn này, cản sau của chiếc xe đây. Đấy, rất là đẹp. Anh em nào mà thích chiếc Mazda BT đây. Đấy, BT đời 2020 490 triệu nhé. Gầm này. Đấy, gầm ốc của rất là đẹp nhé. Lốp sơ cua này, cản sau của chiếc xe, đèn hậu này, rất sáng và mới nhá. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, keo chỉ tóc lô tóc ly này, zin hết nhá. Nội thất ghế đây, ghế da màu đen nguyên bản từ đầu, trần lý này, tất cả các cái phần tựa đầu ghế này rất là mới và đẹp. Đã. Xe nhập nguyên chiếc này, đã. Cánh cửa này, keo chỉ zin nhá, tóc lô tóc ly này. Nội thất ghế đây rất là đẹp nhá, hộp số tự động một cầu nhá, vô lăng bóng khí này, đến táp ly này, màn hình này, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Chiếc xe BT nhập nguyên chiếc đây, máy khoang động cơ của chiếc xe này nhá, từ các cái phần máy này, tai chỉ cabo này, ốc cabo này, zin hết nhá. Đó. Hai bên đầu này, máy này, đấy, ốc cabo chỉ cabo zin nhá. Vâng, anh em nào mà quan tâm chiếc BT này thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị và bạn trong một video gần nhất. Kính chúc anh em có kỳ nghỉ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đầy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé.